Trước mặt các bạn đó chính là bố mẹ, là người thân, là gia đình, là hậu phương vững chắc nhất để các bạn có thể thỏa sức vẫy vùng nơi biển lớn. Và ngay bây giờ, xin kính mời tất cả các quý vị phụ huynh đón nhận sự tri ân của các bạn. Nghiêm! Nghiêm lễ! Lễ! Người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi người đó là cha mẹ. Từ khi sinh ra, cha và mẹ đã dạy cho ta nói những câu đầu tiên, dạy cho ta những bước đi đầu tiên, dạy cho ta sự yêu thương, dạy ta nói xin lỗi mỗi khi làm sai và cảm ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ. Họ luôn bên ta mọi lúc, mọi nơi, quan tâm, yêu thương và dạy bảo ta vô điều kiện. Vậy mà trong cuộc sống hối hả, đôi khi chúng ta lại vô tình quên mất điều ấy. Phải chăng vì những người thầy này đã cho chúng ta quá nhiều, quá dễ dàng nên chúng ta chưa cảm nhận hết sự trân trọng? Bạn đã từng nghĩ người thầy ấy cũng lần đầu tiên được làm cha, làm mẹ, cũng có biết bao sự mệt nhọc, bao ưu phiền, bao áp lực, thậm chí là kỳ vọng. Cha mẹ không cho ta cả thế giới, nhưng chính các bạn lại là cả thế giới của cha mẹ. Các bạn tân học viên thân mến, chúng ta có những khoảnh khắc hiện tại không chỉ nhờ vào sự nỗ lực của riêng bản thân chúng ta, mà còn là sự cố gắng thầm lặng của bố mẹ, của những người thân yêu, luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian qua. Những bông hoa hồng kia chính là những món quà thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất mà người làm con muốn gửi tặng đến bậc làm cha, làm mẹ. Và tôi hy vọng các bạn hãy sống sao cho thật hạnh phúc, thật ý nghĩa để bố mẹ yên tâm. Đâu đó những lựa chọn của các con khiến bố mẹ chưa yên tâm, chưa tin tưởng. Nhưng con mong bố mẹ hãy để cho các con tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng con mới khôn lớn và trưởng thành hơn.